Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Neymar là một tài năng, điều mà thực tế đã chứng minh và không ai có thể phủ nhận. Sau khi chuyển đến Barcelona từ câu lạc bộ Santos và bây giờ là khoác áo Paris Saint-Germain, cầu thủ người Brazil ngày càng được biết đến nhờ lối đá kỹ thuật hiếm có của mình. Tuy nhiên, vẫn có những điều ở chân sút sinh năm 1992 này mà không phải ai cũng biết. Một trong số đó phải kể đến là truyền thống chấn thương vào dịp sinh nhật của anh. Nghe có vẻ mê tín một chút, song Neymar dường như đã bị lời nguyền này đeo đẳng trong suốt liên tiếp 3 năm trở lại đây. Sinh nhật 26 tuổi, dính chấn thương chân. Hồi cuối tháng 1 năm 2018, Neymar đã phải nghỉ thi đấu 6 ngày do gặp chấn thương ở đùi. Điều quan trọng là cầu thủ người Brazil dính phải chấn thương ngay trước thềm sinh nhật lần thứ 26 của anh. Tuy nhiên, vì chấn thương không quá nghiêm trọng nên anh vẫn có thể đón tuổi mới bằng một bữa tiệc không thể lên đỉnh hơn. Buổi tối trước ngày sinh nhật, chân sút PSG tổ chức bữa tiệc tưng bừng tại Pavilion Cambon, hộp đêm cao cấp ở trung tâm Paris. Các khách mời đến đây lại được tha hồ quậy tung trời trong bữa tiệc với âm nhạc sôi động, uống rượu hay chơi bài thỏa thích. Có thể nói xa hoa là từ ngữ miêu tả đầy đủ nhất về tiệc đón tuổi mới này của Neymar. Căn phòng Pavilion Cambon đã được cựu tiền đạo Barca bao trọn để tổ chức sinh nhật lần thứ 26 với sức chứa lên đến 1.000 người. Khách mời bao gồm cô bồ Bruna Marquezine, cậu con trai riêng David Luisa với người bạn gái cũ Carolina Dantas, bạn bè, gia đình và tất cả các thành viên của PSG, từ cầu thủ, nhân viên, huấn luyện viên. Thậm chí, Neymar còn hào phóng chi trả vé máy bay và tiền phòng cuối tuần cho một vài khách VIP như tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton, tổng thống Brazil Michel Temer. Mỗi người đến dự tiệc được cầu thủ này yêu cầu đeo ở tay một chiếc vòng có in tên của chủ bữa tiệc sinh nhật trên đó. Tông màu chủ đạo của tiệc mừng sinh thần 26 tuổi là màu đen. Sinh nhật 27 tuổi, dính chấn thương mắt cá. PSG đã phải trả cái giá đắt trong chiến thắng 2-0 trước Strasbourg ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia Pháp tối ngày 23 tháng 1 năm 2019 khi tiền đạo Neymar khập khiễng rời sân ở phút 60 do chấn thương mắt cá chân. Đó là tình huống mà số 10 của PSG không va chạm với một cầu thủ nào. Anh nhận đường truyền từ đồng đội để rồi bất ngờ dùng bóng ra dấu cho bộ phận y tế trợ giúp. Rất có thể chấn thương của Neymar đến ở phút 58, thời điểm anh có pha gấp bóng qua đầu một cầu thủ Strasbourg rồi nỗ lực đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Trước đó, trong trận đấu Neymar cũng đã có pha va chạm khá nặng với tiền vệ Anthony Goncalves của đội khách. Theo quan sát, ngôi sao sinh năm 1992 dính chấn thương ở mắt cá chân phải và tập tễnh rời sân. Nước mắt dường như đã rơi trên khuôn mặt của cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi anh bước vào đường hầm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Neymar đã được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức khi các bác sĩ tiên liệu chấn thương là khá nghiêm trọng. Ông cho hay, tôi vẫn chưa nói chuyện với Neymar vì cậu ấy đang ở trong viện. Tuy nhiên, bản thân thấy khá lo, tổn thương mà cậu ta gặp phải khá phức tạp, tương tự vết rạn xương bàn chân Neymar từng chịu đựng hồi đầu năm 2018. Những chấn thương là việc trên sân, còn ngoài sân chẳng gì cản nổi Neymar. Ngày 5 tháng 2 năm 2019 chính là ngày sinh nhật lần thứ 27 của tiền đạo người Brazil. Không để mọi người thất vọng, Neymar vẫn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng lấy tông màu đỏ làm chủ đạo. Và kể cả khi không đi đứng được bình thường, cầu thủ này vẫn dùng một cặp nạng màu đỏ chói lọi cho hợp phong cách với bộ cánh, không kém phần cá tính của mình. Tiền đạo PSG mở tiệc hoành tráng có tên Dạ tiệc đỏ do Red Bull tài trợ, mời 200 khách tại Paris, Pháp. Các khách mời tham dự như sao trẻ Mbappe, thủ thành Buffon, Dani Alves, Kevin Trapp cũng được đề nghị mặc màu đỏ theo đúng chủ đề của bữa tiệc. Sinh nhật 28 tuổi, dính chấn thương xương sườn. Sau trận thắng Montpellier 5-0 đầu tháng 2 vừa qua, Neymar di chuyển ngay đến một hộp đêm tại Paris cùng nhiều đồng đội để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28. Tại Yoyo, nơi chỉ cách tháp Eiffel vài bước chân, cầu thủ này lại diện một bộ full trắng từ đầu đến chân, nổi bật trong cơn mưa lớn tại Paris. Trước đó, tiền đạo người Brazil đã nhuộm sẵn mái tóc hồng rực rỡ, khiến anh nổi bật hơn tất cả trên sân cỏ, cũng một phần để đón chào ngày sinh thần 5 tháng 2 này.
Danh sách khách mời của Neymar không được tiết lộ, nhưng giới truyền thông dễ dàng chụp được hình ảnh một vài đồng đội thân thiết như Mauro Icardi, Di Maria, Edinson Cavani, Kylian Mbappe. Ngoài ra, khách mời hiện diện tại bữa tiệc còn có Memphis Depay, cầu thủ của Lyon đang trong thời gian dưỡng thương, và Kimpembe, Blaise Matuidi hay Eric Choupo-Moting, những đồng đội khác của Neymar tại PSG. Điều đặc biệt ở chỗ, những vị khách tới tham dự sinh nhật Neymar cũng đều phải diện đồ trắng. Được quan tâm nhiều nhất trong số dàn khách mời là người mẫu Natalia Barulic. Cô là người mẫu Kim DJ, từng xuất hiện trên trang bìa một số tạp chí thời trang. Cô cao 1m72 và có thân hình bốc lửa, chân dài, chỉ đăng một đoạn story xác nhận có tham gia buổi tiệc thay vì cập nhật ảnh như nhiều khách mời khác. Natalia Barulic được cho là người yêu tin đồn của Neymar. Đáng chú ý hơn, Thomas Tuchel, huấn luyện viên của PSG, lại không góp mặt trong bữa dạ tiệc trắng sau khi phát biểu gọi bữa tụ tập này là một sự xạo lãng. Ông cho rằng điều này khiến đội bóng gây chú ý và không tập trung được vào các trận đấu phía trước. Bất chấp những phát biểu mang tính cảnh báo của huấn luyện viên trưởng, Neymar vẫn tổ chức bữa tiệc sinh nhật theo đúng phong cách của mình. Tại hộp đêm thường hạn ở Paris, cầu thủ người Brazil đã mời dàn nhạc Mayara và Maraisa đến biểu diễn. Tổ chức từ khoảng 20 giờ đêm, tiệc sinh nhật của Neymar kéo dài tới rạng sáng hôm sau. Những tưởng buổi lễ sinh nhật diễn ra trọn vẹn và sau đó anh chàng này sẽ tập trung trở lại vào những trận đấu của PSG. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Neymar dính chấn thương, ngôi sao người Brazil bỏ lỡ chuyến làm khách đến sân Bourgeois của Nantes trong khuôn khổ vòng 23 Ligue 1. Chính huấn luyện viên Thomas Tuchel của PSG cho biết, Neymar bị đau xương sườn, chỉ 48 giờ sau khi cậu ấy vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật nên không thể thi đấu giữa tuần này. Nhiều cánh nhà báo cho rằng tiệc ăn chơi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chấn thương của Neymar, cụ thể là vì mệt mỏi do quẩy quá nhiệt tình trong sinh nhật của mình nên Neymar đã chủ động xin nghỉ, không thi đấu. Họ còn cho rằng ở trận đấu thắng Montpellier, Neymar thi đấu trọn vẹn 90 phút và hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp vấn đề nào đáng kể. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không chính xác. Thật ra ở trận thắng Montpellier 5-0 cuối tuần qua, trong hiệp 1, cựu sao Barca tỏ ra bị đau sau một pha va chạm. Nhưng sau khi được chăm sóc thì cầu thủ này vẫn thi đấu tiếp. Và có lẽ đây là lý do khiến siêu sao Brazil bị đau và tái phát chấn thương sau đó không lâu. Như vậy, Neymar vẫn đang tiếp tục nối dài truyền thống chấn thương vào dịp sinh nhật của mình kể từ khi gia nhập PSG vào hè năm 2017. Đến hẹn lại đâu, cứ đến gần ngày sinh nhật của mình là Neymar lại gặp phải những chấn thương như một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng bởi lối chơi phô diễn kỹ thuật rườm rà đến mức không cần thiết, cùng với thái độ kiêu ngạo, khiêu khích đối thủ của anh nên chấn thương là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, có một sự thật là không cầu thủ nào muốn dính phải lời nguyền này, và Neymar lại càng không, bởi đối với cầu thủ người Brazil, chấn thương luôn là nỗi ám ảnh. Nó không chỉ khiến anh bỏ lỡ các trận đấu quan trọng mà còn bị tước đi những cơ hội trong sự nghiệp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng hy vọng rằng chàng cầu thủ xứ Samba này trong tương lai gần sẽ trưởng thành hơn để chứng tỏ mình có thể trở thành một ngôi sao lớn như những gì người hâm mộ đã kỳ vọng. Nếu thấy video này hay, nhớ bấm like, share để ủng hộ. Cũng đừng quên nhấn subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.